dương ngày mai đến rồi. Come on! Yeah! Hãy mỉm cười với bao chuyện đời, hãy thật lòng nói xin cảm ơn, hãy rộng lượng thứ tha lỗi lầm, hãy cho niềm yêu thương. Sẽ có những sóng gió phía trước, hãy cố gắng bước qua dù không dễ dàng. Trong cuộc đời còn những giấc mơ đẹp tươi, hãy nói tôi yêu mọi người. Chào buổi sáng, nhìn ba bước chân trên đường, thanh thang trên từng con phố, tìm những phút giây nhẹ nhàng, miên man theo làn gió mới. Chỉ bóng tay trong lòng sáng lên niềm vui vì đâu đó vang một khúc ca. Bạn ơi, hãy giơ đôi chào anh dương. Còn bạn tí hon này là bạn lớp phó văn thể Mỹ Thùy Linh Nghiêm. Dạ, dạ em đề nghị chào là... cô giáo chào. Dạ em đề nghị cả lớp đứng gom lại nè, gom lại anh Khang ơi, cho em xin phép em hỏi anh Vũ cái, anh có thể cho em biết là cái cấp này là cấp gì không anh? Lớp này là lớp học thêm buổi tối. Anh ơi cho em biết là học thêm môn rồi gì giáo... rồi giáo viên dạy môn gì? Trời ơi, lập lên lập lên lập đứng luôn cho vui đi. À dạ. Coi có vô lớp này được không? Dạ em vô lớp này chắc cũng được đó. Đó. Dạ. Câu trả lời của tôi đã được trả lời thấy chưa? Đúng không? Đâu có gì để mấy, nói. Mấy cô mấy thầy rần rần quá à. Mấy cô mấy thầy bây giờ hóa thân thành học trò coi được như mấy bạn nhỏ này không bị tính. Chơi luôn, mời mấy cô mấy thầy rồi mấy con. Rồi đi vô. Đại học Nguyên Khang nói. Rồi bây giờ. Bây giờ đây là cô giáo chủ nhiệm. Rồi. Không, em đề nghị anh Vũ phải làm thầy giáo của ông dạy sao nè, đi ông đi lên. Ông đi lên cho tôi. Ông bây giờ là cái lớp ông dạy ông dựng ra. Em thầy giám thị nha. Bây giờ các con, hôm nay lớp chúng ta có phần dự giờ của thầy giám thị và thầy hiệu trưởng. Đề nghị các con sẽ hát đồng thanh và nhún nhảy. Bạn nào biết thì hát, bạn nào không biết thì phải nhún nhảy. Chuẩn bị, hai con hát chính nha. Chúng ta sẽ đến với ca khúc mà lớp thường hay hát. Chào buổi sáng.
dẫn con chờ anh dường. Ngày mới đến rồi. Cảm ơn các con. Trời ơi. Ủa? Mặc áo vest già quá mà để cho cân bằng lại lứa tuổi là phải tháo cái áo vest ra. Ủa? Dạ. Bà Mén này, bà hát trong đám đông không thấy bà luôn á. Bà chìm lẫn trong đám đông luôn. Ôi, bà đứng xuống nhảy bà dễ thương lắm nha. Bà đứng cái chân của bà nhảy dễ thương quá. Con lại nhảy lại cái chân con coi. 2, 3. Bà nhảy như này nha. Cái chân rất nhảy nha. Mà con mắt ngây thơ lắm. Đúng rồi đó. Đó. Rồi lâu lâu lý chú Vũ. Đó, lâu lâu lý chú Vũ. Lập ơi Lập, hồi nãy người ta dễ thương lắm. Đã không có bại như em. Em nghĩ là dễ thương, em mới làm cho mọi người nhún nhảy cùng em, nhìn như thiệt á. Thưa thầy giám thị, thầy vô lớp đi. Đúng dạ. Rồi, về đi. Rồi, em. Các con, ở đây, Linh xong Linh lại đứng gần nhau. Rồi, cảm ơn các bạn của lớp kế bên. 1, 2, 3, chào. Rồi, rút vô. Thì Linh con nhỏ xíu mà con phải lạc lõng với đám đông, rồi con phải cố gắng để mà con hát, con nhảy. Mà nhìn thần thái con rất là chuyên nghiệp. Cái gì là mọi việc xung quanh dù là mình nhỏ bé. Nè tôi khổ nhưng... lắm, tôi thấy đây. Ông Vũ nè. Ừ đó. Tôi cảm thấy cuộc sống rất tuyệt vời. Và mọi người tươi vui. Không nhìn. Sự cách của bé không nhìn. Đó. Rất là con lên sân khấu con quên hết mọi thứ. Con cứ chơi, con cứ thoải mái thôi. Trời, huấn luyện viên của con muốn đập đầu bên này nè. Rần rần rần. Như, rồi, như. Không nhìn luôn. Đâu anh Vũ đâu đập đầu như. Chứ anh Vũ là anh điều phối. À anh điều phối. Anh thấy được cái sự vô tư của con trời. Nó đáng yêu, khủng khiếp. Hai đứa dễ thương ơi là dễ thương luôn. Nói chung là tiết mục. Nói gì cho đồng thanh nè. Đây là một tiết mục dễ thương. Rồi bây giờ thì xin mời phần nhận xét của gia đình Vân Vũ cho cái tiết mục Song Linh này. Chú Vũ nhảy quá, cái mic nó rớt luôn nè. Nói chung hôm nay là hai con bước ra là mọi người đã thấy dễ thương rồi đó. Là tại vì cái sự khác biệt giữa hai con, mọi người sẽ suy nghĩ là ủa học chung lớp mà sao bạn cao bạn thấp. Chú lợi dụng cái yếu điểm của con trở thành cái ưu điểm của hai đứa. Chú nghĩ là ở đây ai cũng đồng ý khi mà nói đây là một cái tiết mục rất đáng yêu và dễ thương. Cảm ơn hai con. Dạ, cảm ơn chú ạ. Một ý tưởng rất là đặc biệt. Rồi.
khóc vậy nè. Thôi thương, không khóc nữa. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến ca khúc Mẹ ơi mai con về với phần thể hiện của Bảo Ân và Quỳnh Anh. Rất là xúc động đúng không ạ? Cho chú Khang hỏi nè, lý do vì sao mà hai con rơi nước mắt nè? Khi con hát bài này là con đều liên tưởng đến một ngày con phải xa mẹ. Con nhớ mẹ con. Mẹ con với con có ở với nhau không? Có. Có đúng không? Con cũng không có ngạc nhiên lắm khi mà chú Nguyên Khang hỏi Bảo Hân là tại sao con khóc. Con nói là con nhớ mẹ. Bởi vì cô cũng hàng ngày đều nói với con của cô là mẹ rất là nhớ con. Hôm nay con có nhớ mẹ không? Lúc nào ở bên cạnh mẹ. Nhưng mà bé cũng nói với lại cô là nhớ mẹ quá à. Cô nói này mọi người đừng cười, các con đừng có cười cô nha. Có nhiều hôm cô đi quay về, cô chưa có thay đồ nữa, cô từ trên xuống dưới là cả một ngày trời, mà phải nói là hôi rình luôn. Mà cô về đến nhà, con của cô chạy lại ôm chân cô nói nhớ cái mông mami quá à, nhớ cái mùi mami quá à. Cô thay cái áo ra, cái áo cô toàn là mồ hôi mà hít hà cái mùi của mẹ như vậy. Thì cái đó là một điều thật sự rất là may mắn cho ai được ở bên mẹ, được nhận sự chăm sóc của mẹ mỗi ngày. Các con đang được tận hưởng điều đó. Cho nên cô rất là tôn trọng cảm xúc của các con. Thật sự là cái lúc mà chọn bài cho các bé thì các bé có hát thử thì thấy là hát không có hồn. Thì lúc đó Như mới ra ngoài nói chuyện với hai bé, nói là con phải nghĩ con là nhân vật đó, con phải nghĩ câu chuyện đó là của mình. Hai bé không thể nào hiểu được là cái cảm giác mà mẹ còn đâu mà trong khi hai bé đang sống rất là hạnh phúc, không thể nào thể hiện được một cái bài hát như thế này. Thì Như đã cố gắng nói thật là nhiều. Và khi nói đó, hai bạn trong lúc nói là đã muốn khóc rồi, đã cảm từ từ. Và cô hiểu cái cảm giác con khi đứng trên sân khấu mà con khóc như vậy. Cô hiểu là con đắm chìm với nó. Và thật sự là về mặt cảm xúc chúng ta đã thành công. Cảm ơn các con rất nhiều. Chị rất là hoan nghênh Như ở cái cách mà em hướng dẫn cho thí sinh như thế. Dù diễn kịch, cải lương, đóng phim hoặc ca nhạc nó cũng vậy. Đặt mình vào nhân vật, mình có thể cảm nhận được hết và mình sẽ lột tả được. Hoan nghênh Như về điều đó. Tại vì chị thì thường thường học trò chị cũng nói như vậy. Nhưng các con thì lại nhỏ quá, cho nên khi đặt vào rồi thì không thể kiểm soát được mình. Cảm xúc nó dâng quá, trong đó là nó làm hư đi cái giọng của mình. Trong khi cái bài này quá khác, quá khó. Cảm xúc khi nó tràn đến, nó là cảm xúc thật, làm sao mà mình có thể ngăn được. Nhưng mà mình sẽ cố gắng, con đỡ nức khi con hát đi, nó sẽ đỡ bị con cuốn. Tại vì con cứ nức theo cái giọng hát của con, nó sẽ dễ cuốn con theo cái cảm xúc và nó vỡ òa ngay lập tức, thì giọng con nó hư ngay. Thấy không? Cô vẫn trân trọng những cái tình cảm, những cái cảm xúc của tụi con đem đến trong bài hát này, nó rất đông đầy. Nhưng mà cố gắng mai mốt mình ráng kiểm soát mình một tí xíu nữa, tức là mình phải nén lại để cái giọng hát của mình nó được đẹp hơn. Hát con ha? Con sẽ cố gắng. Cảm ơn chị Ly. Rồi nãy giờ Huy chưa chia sẻ là mời Huy. Thì em muốn nói cho hai đứa con nhà em. Em đã nhận được một cái thông báo vô cùng tuyệt mật. Đó là? Là đang có rất nhiều những ca khúc đang chờ các con hát. Đó. Cảm ơn chú. Như vậy có nghĩa là sao Huy? Có nghĩa là mình bật mí, mình tiết lộ chọn hay không chọn ở vòng tiếp theo rồi đó hả? Dạ chưa. Dạ. Em phải tạo cái niềm tin cho các bé để một cái động lực. Giật cái bé lên, đang buồn quá. Hay quá, giật hay lên, quá. Giật lên. Vâng. Vâng. Vì vậy xin chúc mừng các con. Thì cảm ơn hai bạn rất nhiều. Vâng. Ôm một cái. Dễ thương quá à.
thu ấy ra đi từ mái tranh nghèo. Có người lính mùa xuân ấy ra đi từ đó không về. Dòng tên anh khắc vào đá núi, mây ngàn hoa bóng cây tre. Chiều biên cương trắng trời sương núi, mẹ già mỏi mắt nhìn theo. Việt Nam ơi, Việt Nam, núi cao như tình mẹ, bốn mùa tóc bạc nỗi thương con. Việt Nam ơi, Việt Nam, ngọn núi nơi anh ngã xuống rực cháy. Quá thu hút với cái phần cô dùng từ là biểu cảm của con trong cái bài Màu Hoa Đỏ, một sáng tác của nhạc sĩ Thuận Yến. Bài này hát không phải dễ và phải có cái sự trải nghiệm. Và con hát nó có cái chiều sâu và tình cảm rất là nhiều. Khi con lên những cái câu đầu tiên á, là đã thấy nó chỉnh chu trong từng câu hát, nó cũng có những cái bỏ nhỏ. Và khi vào bài hát rồi thì... Để con lên đây với con, để con không có bị đứng... đơn cô ở trên sân khấu luôn ha, tại vì em cũng chọn bé đó. Gì hả? Em cũng chọn đó. Hồi nãy thật sự luôn, lúc mà đội của chị Ly với lại Lập chọn á, em nhìn mà giống như em bị hoa mắt á. Em nghĩ không phải đâu, không phải đâu, có mình chọn tại cái đèn nó chiếu xuống nó ra màu xanh. Hồi nãy cô Ly nói rất là chính xác, thật sự con hát nó có một cái chiều sâu mà chú không nghĩ là một đứa cô trẻ bé, như rồi. Con bao nhiêu tuổi rồi? Con xin chào 6 vị huấn luyện viên và toàn thể mọi người ở đây. Con xin tự giới thiệu, con tên là Phạm Bích Ngọc. Năm nay con 13 tuổi rưỡi và con đến từ Hải Phòng ạ. Chị Vân ơi. Hải Phòng. Định mệnh. Em cảm giác là cái lời nguyền nó sẽ xuất hiện khi mà có một đội tranh giành nữa. Không, lời nguyền đã được hóa giải. Không, và chỉ từ khi lời nguyền được hóa giải, vận may sẽ tới. Thôi đừng có nhắc cái lời nguyền gì nữa hết á. Nè, bây giờ tập trung chuyên môn đi. Rồi, bây giờ mình nghe chú Vũ nói nha. Nói chung là chú rất là ấn tượng bởi cái tiết mục của con. Con hớp hồn chú từ ngay cái câu hát đầu tiên. Và chú đã phải gạt cần và chú đang tìm một cái màu sắc giống y chang như con. Tại vì chú đã có một bạn và chú nghĩ là bạn này nếu như kết hợp với con nó sẽ dã man lắm. Là tại vì hai đứa có được cái sự chín mùi trong giọng hát, và kể cả cái sự điêu luyện nữa và cái chiều sâu. Cho nên là chú rất tha thiết mong là con sẽ về đội của chú, là tại vì chú biết chắc chắn chú sẽ làm gì với giọng hát của con. Nhưng mà bây giờ con rất may mắn khi có được cả cô Cẩm Ly cũng chọn con, có nghĩa là cô chú đều đánh giá con rất cao. Con có về đội nào đi nữa thì cô chú nghĩ là con cũng sẽ tiến rất xa. Cho nên là bây giờ con hãy tự tin lên, hãy quyết định thật đúng đắn cho cái tương lai của mình. Dạ vâng, con cảm ơn chú. Okay. Chú nói một cái, bên đội chú cũng có một bé bằng cái đầm đỏ giống vậy nè, đó cũng hát rất là dữ dội và khuấy động cả một cái sân khấu này. Và chú sẽ lặp lại thêm một cái giống như là một cái quy trình, chú cũng có một cái thứ nước màu đỏ cho con nữa.
Trời đất ơi, cái chiêu nè con, tặng cho bạn Tèo một cái loại nước trùng với màu áo của bạn, uống xong về đội của Tèo nha tí. Là bé kia cũng uống cái nước này luôn, đó là nước ép dưa hấu đó, mình uống vô mình thấm giọng nha. Đó, uống vô mình mát da, khỏe người, mình hát tốt nha con nha. Rồi. Cô vuốt cái cọng tóc này cho con nha. Con đang bị viêm họng. Con đang bị viêm họng, để dành uống. Chú có thuốc, Có thuốc liền tại chỗ cho con luôn. Lập. Dạ. Em bình tĩnh. Cô muốn nói một tí là tại vì đối với cô thì khi cô nghe một thí sinh hát hoặc là một người nào hát, cô cảm nhất là cái phần hồn. Và trong cái bài hát này, cô thấy ít có ai hát lắm. Chỉ người lớn, tại vì cái nội dung của bài hát. Cho nên là khi con hát mà con truyền tải một cái bài hát này, đúng là không thể nào nghĩ được một bé gái hát như thế. Cô Ly nói chú mới nhớ một điều, là ở trên cái chương trình này chú nổi tiếng là mít ướt. Mà mít ướt vì cái gì? Vì hai lý do duy nhất thôi. Một là quê hương, hai là vì gia đình. Bây giờ chú đã hiểu lý do tại sao chú bắt buộc phải gạt cái cần cho con từ ngay câu đầu tiên. Là tại vì cái câu đầu tiên của con nó có chữ Việt Nam ơi và cả mẹ nữa, cho nên là không thể nào không chọn con được. Dạ vâng, con cảm ơn chú. Bây giờ con chọn đi. Bây giờ con chọn. Bây giờ là tới quyền của con. Gì vậy? Dũng. Thôi con cứ suy nghĩ thật kỹ đi. Bây giờ cô đi về chỗ của cô. Hôm nay con hát bài Màu Hoa Đỏ. Này, son đỏ này, son đỏ này, váy đỏ này, váy đỏ. Đi lấy đâu mà đỏ? Váy đỏ chỗ nào? Chị nhầm chỗ. Có hoa đỏ. Và ở cái thành phố Cảng ấy con. Nữa rồi. Không nhắc tên thành phố Cảng. Hoa phượng đỏ chứ gì. Hoa gì đúng rồi, hoa gì màu đỏ ấy nhở? Đấy, phượng đỏ. Đấy, nó có duyên. Bây giờ nè, để cái gia đình công lập người ta nói cho nghe. Ôi, người ta gần tới lúc mà bé lựa chọn rồi. Thật ra như thế này nè bé, khi mà con ra đây mà con chưa thi, nhưng mà con cũng có trong đầu con sẽ chọn đội nào, đúng không? Trong đầu của con chắc chắn là có. Và khi ra đây ai cũng có những cái lợi thế rất là tốt. Và quan trọng là con tim mình muốn cái gì nè. Chú Vũ là yêu mến nè, màu hoa đỏ đang ngồi đó nè. Còn cô Ly, người đàn bà quyền lực. Còn chú Lập thì đây, quá đây, nhiệt tình. Đây. Hồi nãy là cô Vân là nói rằng là đầm đỏ, son đỏ đúng không? Nhìn chú thì chú không có cái gì đỏ hết ngoài trái tim nha con. Nói là em không có tim đó Như. Thời gian đã ghi tạc
ai thấy mọi đám trời. Người vào đây, vào đây, vui buồn người đi. Người vào đây, vào đây, có mọi người biết em. Đâu trước mai giờ đi, đâu xa mai đưa chi, đâu nào mới có người xin. Thưa quý vị, đó chính là Mái Đình Làng Biển cùng với Minh Khôi và Cẩm Lệ. Vâng, thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng mời phần nhận xét của gia đình Ly Lập ạ. Xin mời ca sĩ Cẩm Ly. Cô nghĩ là bài nào đưa vào tay của Cẩm Lệ chắc không có làm khó con đâu. Về cách con xử lý, cách con hát, cách con lấy hơi, tất cả mọi thứ con làm rất là tốt. Chú Vũ chắc cũng cảm thấy vui với Minh Khôi phải không chú Vũ? Dạ. Có không? Là tại vì cái gì cô biết? Bình minh và người sinh phải không Vũ? Dạ. Thấy chú Vũ rất là vui khi con hát được những cái đoạn đó. Tại vì con có những cái luyến cho đó, nó hôm qua con tập nó có vấn đề chút chút. Lúc mà con hát cái câu đầu là chú Vũ khoái rồi. Thì tự nhiên con đang làm ngon ở đó, tụi con làm tốt từ đầu tới đuôi hết. Cái không biết sao làm như một cái phút nào thoáng qua tụi con bị mất tập trung. Thế tụi con vào nó thiếu hết vài chữ, vài từ đầu. Người xin. Thì chính vì cái đó, một cái phút mà mình giống như mình bị mất tập trung, nó bị thiếu một vài từ. Và sau đó nó lại dính luôn cả cái tông của mình, nó có vấn đề luôn. Và đặc biệt nó lại là cái đoạn kết, cho nên là nó bị uổng cái bài của mình đi. Chứ còn nếu về cái lực hát của tụi con thì rất là tốt. À, hồi nãy cô cũng có hoang mang cái chỗ đó, nó ủa có thiếu chữ không? Ồ mà mấy bạn vẫn tự tin và mau lấy lại được cái thần thái của mình và hơi của mình, vẫn hát được rất là tốt. Bởi vì tụi con có cái nội lực rất là tốt và đúng hơn rồi được rất là nhiều người. Bởi vậy khi mà nội lực tụi con bung ra quá sức á, thì tụi con cần phải có cái độ miết chữ lại một chút. Bởi vì đây một cái màu sắc dân gian đương đại, vì thế nó có cần cái độ miết chữ một chút. Ở tụi con thì chú lúc nào cũng nhìn tụi con như là ca sĩ chuyên nghiệp vậy đó, chứ không phải là một cái thí sinh nữa. Vì thế là chú đang như đang được thưởng thức một cái phần trình diễn. Vì thế lúc nào mà tụi con bước ra là cô chú cũng phải nắm tay kiểu vậy. Đó. Nắm tay sao, nắm tay sao? Nắm tay gì nè anh ơi? Tụi nó tới rồi. Tụi nó tới rồi. Đó. Khi mà chú giao bài cho con á, chú đã giao một cái bài rất khó rồi. Nhưng mà chú còn nâng cái độ khó nó lên nữa, là tại vì mình đã chơi, là mình phải chơi cho tới bến chứ không có sợ, đúng không? Cho nên là chú đã bắt hai con phải lên tông cái bài này hai lần lận. Và cái câu cuối cùng là mình còn lên tông một lần nữa. Lúc mà mọi người mà nghe mà còn bị thiếu mấy chữ đó là tại vì lên tông nữa. Cho nên là nó rất là khó. Và đây là cái điều mà Vũ yêu cầu cho hai con phải nhiều hơn là cần thiết. Và trong lúc tập dượt mình làm cái này chuyện nhỏ không có vấn đề gì hết, nhưng mà có thể lên đó khói nhiều rồi tiếng reo hò nhiều của khán giả ngay cái đoạn đó là khán giả reo hò rất lớn luôn. Có thể vì vậy cho nên con bị mất kiểm soát những gì mà ban nhạc đang đánh và con quên con bắt cái tông như thế nào. Nhưng mà cũng may mắn là sau ba chữ con đã lấy lại được cái phong độ và con bắt để mà cái câu ao nó được một cách trọn vẹn. Bồng bềnh bồng bềnh dù ta có kênh bồng bềnh bồng bềnh. Tôi ôm con sao bé bỏng của tôi.
hàng theo cha. Dọc bờ sông trắng xóa, một ngày mùa thu. Hay quá. Rồi con. Con sao, ơi, xong của tôi. Tụi con làm cho cô chú Vũ ở đây ngồi ở trên cái băng ghế này con biết như vậy nè. Giống như là say sóng vậy đó. Chị lên chị xuống. Cái bài hát hồi nãy là lên tông mấy lần vậy con? 3 lần đúng không? Dạ. Wow. Các con giới thiệu về mình đi. Chúng con xin được kính chào các cô chú huấn luyện viên cùng toàn thể quý vị khán giả đang xem chương trình Tuyệt đỉnh sông ca nhí 2018. Đó mới là sông ca đó. Rồi, chỉnh chu ghê chưa? Bé áo đen giờ nói chuyện không nổi. Bé áo đen giới thiệu trước đi. Bé áo đen. Bé áo đen, áo đen. Nè, bé áo đen giới thiệu về mình trước. Màu à. Bé Huy đó, bé Huy đó. Dạ, bé giới thiệu. Giới thiệu với hai con. Chú đội kia. Nè nè, giữ nét cho người ta về đội nè. Con ơi, phải nói là chú là cô Như niềm tin. Cực kỳ ấn tượng với tụi con. Và ngay bây giờ thì không những chú mà tất cả khán giả muốn biết tụi con đi hát được hai mấy năm chưa? Có mở lớp dạy không chú vô học? Hai giọng của hai con á, nó có một cái sự mà đối lập với nhau. Một người thì cao vút, một người thì rất là trầm ấm và mãnh liệt. Cô chú rất là ấn tượng bởi cái hòa âm này không có dễ hát. Chỉ cần con bắt trật
một chút xíu thôi là con bị trật nhịp, rồi trật luôn cái tông nữa, mà cái này con lên tông tới 3 lần. Cô chú chỉ muốn nói là hai con rất tuyệt vời và hy vọng là hai con sẽ chọn cô chú. Dạ, ok, con chú vậy thôi. Mà không những giọng hát nha con, cái thần thái của con biểu diễn nó rất nhất là rất Lệ là người lớn, đam nó không mê. Nó rất là cái gì là rồi rồi. Nãy giờ chị chưa có nói ra một cái điều rất là trùng hợp. Con là gì? Dạ con tên là Cẩm Lệ. Dạ. Dạ. Cô thứ tư, chị thứ ba, Cẩm Lệ. Trời ơi chết rồi. Rồi. Cô Cẩm Lệ cũng dễ thương lắm. Cô Cẩm Lệ đúng. Hôm nay tự nhiên con lại đem cái một cái tên Cẩm Lệ với con. Đó đây tuột máu kìa, đó đây tuột máu rồi kìa. Cái gì? Bà Ly, bà gạt con thiệt à bà Ly? Hả? Trời ơi. Cái gì vậy đạ? À con ơi. Rồi rồi. Thôi em coi chừng đó nha. Thôi quyết định con đi. Ơi. Bây giờ đếm 1 2 3 đi. Chưa chưa con ơi, con chọn đi con. Con Huy, 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 con có cái nước màu vàng giống con nè, đó, nước màu vàng cho con. Nè, cầm uống thấm giọng nha. Đây có nước màu xanh giống áo con luôn. Con ơi. Đây. Mình uống vô mình thấm giọng cái nè. Cái này nguy hiểm lắm, con cho chú thử đọc trước cho con. Ông này nước ép. Nguy hiểm lắm con. Đó, nước của con thằng nhỏ con nhỏ mà trời, cái ông này ngộ đời ghê không? Lắm. Uống con uống luôn. Hình như bình thường con, bình thường. Trời đất ơi, không sao. Anh Vũ thoải mái. Con ơi anh Vũ, nước có độc, nước có độc con ơi. Huy à, Huy cứu anh nha. Huy ơi, ủa nó đưa nước gì cho anh vậy Huy? Anh Vũ xỉu rồi em ơi. Em lớn em về đi. Không sao hết, tôi không sao hết nha mọi người. Anh Vũ ơi, nó lây rồi, nó lây. Lây hả? Trời ơi, em còn sao Huy? Mày nói cho anh Huy. Cái gì vậy? Ủa, anh tỉnh rồi hả? Ây da, trời ơi. Trời đất ơi, chỗ này chỗ đi hát phải đi vậy không sao? Mày đập em rồi. Nó đánh tôi. Trời ơi, nó đánh tôi. Nó đánh tôi kìa. Con thấy chưa? Con thấy gia đình nó bạo lực chưa? Gia đình nó quá bạo lực. Tụi con mà về gia đình đó là sẽ bị cư xử giống như vậy, hiểu không? Hãy về với những gia đình có sức chịu đựng nhất con. Cô thật xin lỗi hai con vì cái sự tăng động của các cô chú ở đây. À, có chú đó đó. Không con. Thấy chú, vậy chứ cũng không thân với cô lắm đâu con ơi. Quy ơi, chị sợ em quá. Bây giờ nè, chú Vũ quá. Chưa bao giờ rồi. Chú Vũ làm như vậy. Chưa bao giờ chú Vũ mà nhiệt tình đến mức mà trà lết như vậy. Ở đâu? Cô đây. Nè. Anh Vũ. Tại sao? Có một cái hộp khoai mì rẻ tiền thôi mà em chết vì hộp khoai mì 10.000. Còn cô nè, cô chầu chật ở đây. Lê lết lặt lìa lặt lõi đợi con ở đây. Thì bây giờ con ơi, mỗi chai 32.000 đúng không nha con? Tôi sợ lắm, tôi sợ giây phút này lắm. Dạ, 64.000 đúng không? Cả tấm lòng của chú trong đó đó con. Bây giờ con Chưa con còn 2 cái kẹo nữa nè con. Bà ông về đây là gì cho tôi tặng không bà? Nước ngọt, kẹo, bánh trái thoải mái. Con vừa. Con ơi, con thích hiện kim không con? Giải trí vừa thoải mái con. Cái gì vậy? Được hết luôn. Cho tặng con này. Rồi chào con, tôi là quà tặng của các con. Cho mấy cái giải. Dạ con ơi, giờ con thích cái gì trên chú là chú bứng ra cho con luôn nè. Có ốc, có đôi dép nè. Mỗi đứa chiếc nha. Cái gì vậy? Sao có mang giày dép ra chơi hoài vậy? Dừa không? Chắc dừa đó. Đập ơi, Lộc. Bà ơi, trên sân khấu đẹp vậy sao bà đem cái này lên? Trên nó nóng không em? Hả? Trên đó có nóng không? À, nóng lắm chị, em thấy nóng lắm. Em thấy nóng lắm. Máy. Cái quạt của con ơi, cái quạt máy của con. Con ơi, quạt máy xài hết pin, cái đèn muôn thuở con ơi. Bà lì xì. Con ơi, cho cô gửi ba lì xì nha con nha. Ai bảo đi xài cho em con nha. Ba lì xì có anh hình Khả Như nha mọi người ơi. Đúng rồi, chị mệt. Em cũng mệt. Đũa, lấy. À, con ơi, thôi cô chú sẽ không làm tụi con hoang mang nữa. Con ơi, chú cũng có bao lì xì nè con. Nè, ta hồ mà lấy nha con. Có hình chú Quỳnh Lập trong đây nha con. Chú ngắt đường nói của cô dân luôn rồi. Nói chung là nãy giờ cô chú giỡn cho mấy con vui đó. Chứ cô chú cũng thích thiệt phải không? Chương trình thử tài siêu nhí mùa 2 sẽ kết thúc. Vậy là mỗi tuần con sẽ không được xuất hiện trên TV để gặp gỡ tất cả quý vị khán giả gần xa nữa. Không biết mọi người có quên con không, nhưng mãi mãi con sẽ không bao giờ quên ngôi trường thân yêu này.
nơi đã cho con rất nhiều kỷ niệm. Và nơi đây con đã học tập được rất nhiều điều, được trải nghiệm qua rất nhiều vai diễn, được một cô giáo tận tình yêu thương và hết lòng dạy dỗ cho con. Và quan trọng hơn hết là sự hy sinh cực khổ của ba mẹ. Ba con là thợ hồ xây dựng và mẹ con là cô giáo chăm sóc trẻ. Mỗi sáng sớm, ba và mẹ phải rời khỏi nhà từ 6 giờ sáng và trở về khi trời đã sụp tối. Cực khổ chắc chiêu nuôi dạy anh em con khôn lớn. Nói sao cho hết công ơn của ba mẹ. Con xin hứa, dù rằng kết quả thế nào, đêm nay con nhất định sẽ cháy hết mình. Những vai diễn mà con nghĩ con không bao giờ thể hiện được. Một lý đạo thành khí khái trong câu thơ Yên Ngựa. Một anh hùng phùng hưng đã hổ mà con chỉ biết qua những trang lịch sử. Và ngài Bảo Công thanh liêm chính trực khi bước chân vào lò gạch. Và lão anh hùng Nguyễn Địa Lô là vai diễn mà con yêu thích nhất. Và những tiết mục suốt mười mấy vòng thi qua đều chan chứa từng giọt mồ hôi và nước mắt của cô giáo kính yêu. Ba mẹ ơi, cô bình tĩnh ơi, con sẽ là một trọng nhân xứng đáng với tất cả hy vọng mọi người đã gửi gắm cho con. Kỷ niệm mãi không quên, mặt trời đêm thế kỷ. Ngàn cân treo sợi tóc,
nếu nghe lĩnh truyền của đấng bề trên, nếu nghe lĩnh truyền của đấng bề trên. Thưa Bắc Bình Dương, xin ngài tụ tập tướng sĩ ba quân, giọng trong Tây Sơn nghe hồn thiên sông núi. Phải, đại hiệp Tây Sơn có cột trống mông vào hoàng thượng, người chỉ vì ngôi vị mà tính chuyện yên thân. Trọn lời nguyện vì nước vì dân, thà lỗi đạo vương ân, thề dinh giữ non sông Đại Việt tương trung lệnh. Thưa
Thưa quý vị, đó là phần dự thi của bé Trọng Nhân. Xin mời ý kiến từ các cô chú ạ. À, trời ơi em ơi, em tâm huyết quá à. Chị diễn chắc cũng gần 30 năm rồi, chị còn chưa được có con voi lên sân khấu nữa. Mà có biết không, Bình Tinh hát hay quá, diễn tốt quá. Cảm ơn các bạn, tới đêm nay là đêm cuối, các bạn chơi sát nút luôn, có bao nhiêu sổ hết. Cho nên một giống như Việt Hương nói, đây là một bữa tiệc cho coi, mà giống như là coi chương trình biểu diễn, chứ không còn là thi thố nữa. Cô cảm thấy vô cùng là ngưỡng mộ tụi con, những tài năng nhí thật sự. Và Bình Tinh ơi, chị biết em từ ngày em còn nhỏ, xem em qua TV. Cảm ơn Thử Tài Siêu Nhí cho tôi gặp cô gái này. Một người nghệ sĩ rất là tâm huyết và em rất là tài năng. Và tôi còn được biết qua những cái ngày tháng tập luyện chung với Bình Tinh, với một cái tiết mục mà Trang được làm khách mời sẽ phát sóng ở trong cái gala của Thử Tài Siêu Nhí mùa 2 này, thì mới thấy là Bình Tinh quá tài năng. Và ngày hôm nay cô thấy con quá chín mùi Nhân ơi. Con chín mùi từ cái bộ tịch của con. Và cô thật sự chúc mừng hai cô cháu quá thành công. Coi như là mỗi tiết mục mà Bình Tinh dựng đó làm con Lê ngưỡng mộ lắm. Thật sự là Quang Lê phải học hỏi từ những cái vở tuồng, mà cho Quang Lê những cái kiến thức cũng như là dạy cho Quang Lê lịch sử. Dạ, có cái thắc mắc nữa Bình Tinh ơi. Sao tự nhiên bữa nay mình diễn mình lại dùng bao tay, trong khi cái vai diễn này đâu cần thiết phải đeo bao tay đâu Bình Tinh. Sơn móng tay. Dạ không phải chị, hôm bị trước gì? Em bị chặt. Sao chặt vậy? Dạ em hát bị chấn thương ở trong, khi mà em đặt cái tay xuống, dạ nó thốn, nó đau quá em chịu không nổi, em lót cái này nó đỡ đau. Rồi giờ sao rồi, nãy em lăn được? Dạ em ra hát cái em không thấy đau. Giờ mới đau phải không? Dạ. Dạ, nghệ sĩ là vậy đó quý vị. Bị cái gì bên trong đau đớn, không cần biết, bước ra sân khấu cái làm như là quên hết tất cả mọi cái, rồi vô trong mới đau lại từ đầu. Cảm ơn Bình Tinh, cảm ơn tâm huyết của em đã dành cho học trò của mình. Con đã thể hiện được cái nhân vật đêm nay. Từng cái ánh mắt con liếc mà khi mà cái tiếng nhạc gõ để con xuyến cùng với thầy con, tuyệt vời lắm Nhân ơi. Từng cái bộ tịch của con, vũ đạo của con, những cái gì hôm nay con phải chín chắn rõ ràng là con là một người nghệ sĩ đứng trên sân khấu cải lương rồi đó Nhân à. Cảm ơn con rất nhiều. Cảm ơn cô. Dạ, xin cảm ơn ý kiến của nghệ sĩ Thanh Hằng. Và bây giờ thì Trọng Nhân, con muốn nghe điểm số từ thầy cô nào? Dạ, cô Việt Hương. Xin mời cô Việt Hương. 10 điểm. 10 điểm. Ai nữa con? À, cô Đoàn Trang. Cô Đoàn Trang. 10 điểm. 10 điểm. Ồ. Hai điểm số tuyệt đối từ hai vị giám khảo rồi. Còn hai người còn lại là cô Thanh Thằng với thầy Quang Lê thì mình biết cuối chương trình con nha. Một lần nữa cảm ơn Bình Tinh và Trọng Nhân. Dạ xin cảm ơn. Trong thầm thì có xe ô che nắng, râm mát đường em
thưa quý vị, đó là cô bé Mẫn Nhi đến từ lớp tài năng nhí, tài năng đặc biệt. Cảm ơn các bé đến với đến từ vũ đoàn ABC Kids và vũ đoàn Phương Việt. Con gái có chút xíu à, dễ thương quá. Hồi nãy chú Nghĩa thấy nha, ở cái bài đi học đó, cái chú kia kìa để con lên trên vai, tuốt trên cao luôn đó mà con vẫn hát. Con không có sợ hả? Dạ không. Con sợ không? Dạ không. Ôi ôi, gan dạ quá luôn đó mấy cô chú. Mấy cô chú thấy tiết mục của bé Mẫn Nhi của chúng ta như thế nào? Mời cô Việt Hương. Con còn nhỏ quá cho nên là chú nhờ tất cả các cô các chú á, hỗ trợ cho con. Thương nhất là cái cô diễn viên múa ha. Lúc mà con đứng không cao á, cô đẩy con lên. Thương hết sức. Cô đẩy con lên y như là lần đầu tiên đi học á, mẹ dắt tay từng bước á. Cô lúc đó cô thấy cái cô diễn viên đó như là viên múa như mẹ con á, dắt tay con từng bước trên sân khấu luôn. Ngờ ngác mới có 5 tuổi đầu. Ngây thơ. Chú đã dạy hát như vậy là ra hát và phối hợp hai cái bài lên. Cho nên là đẩy em lên, cái em lên em hát sao em những cái động tác bưng em lên nhẹ nhàng, thanh khiết, đi học y như là đúng vùng miền đó con xuống vậy đó. Nhẹ nhàng, cô rất là chịu tiết mục của con, nhìn dễ thương lắm. Thầy Quốc Đại đã giao cho con mà con đã làm tròn được hai cái bài nhạc như vậy thì còn gì nói nữa. Con rất là dễ thương mà con rất là làm tốt trong cái bài ca của mình nữa. Giỏi lắm. Ấy thương vô cùng luôn vậy đó à. Mấy cô khen con nó, con thích không? Thích lắm á. Dạ thích. Thích rồi thì sao nè? Con cảm ơn hai cô. Rồi cô cảm ơn con nhiều. Rồi chúc mừng con gái nha. Chạy vào trong nè. Chạy vào trong, cảm ơn mấy cô chú trong vũ đoàn Phương Việt và các bạn nhỏ trong vũ đoàn ABC Kids luôn. Chẳng mỏi mệt đến lúc có cơn gió thật là thổi mây trở về bên đồi kia nơi mình đến đây thần nên thơ chung quên nước cao gần bên mây núi cứ đứng yên đến hiền hòa làm cho mình ngập ngừng không rời xa từ ngày mây ghé qua trời bóng xanh thêm lời ca mây làm núi âm bao ngày qua thiết tha lời cọc cây nao rằng mây núi bên nhau thật vui ôi tình bạn của mây núi thần đẹp tựa everybody hey 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 chẳng đổi thay nhưng ngày sắp mây đã đổi màu có những lúc mây muốn một mình thả trôi đôi vui bên làn gió ai hay nước kia buồn xanh sao trong ngày sắp mây lòng gần ngồi núi có biết đâu đến lúc một ngày là mây muốn trở từ xa đi xa ngày xưa núi hiền nên níu chân mây lại đây nay mây muốn khiêu dù cùng cơn gió kia ở thêm mây cũng buồn núi kia đau buồn hơn mây đi giờ có cây chẳng còn hồn kia cứ mơ. Sẽ có một cơn gió mà ngang mây trở về lại bên đời núi. Bao năm tháng trôi chẳng đổi thay, nhưng nay sắc mây đã đổi màu. Cứ như lúc mây muốn một mình thả trôi đủ với bên làn gió. Ai hay nước kia buồn xanh sao? Trong cái sắc mây lòng ngậm ngùi. Núi có biết đâu đến lúc một ngày là mây muốn trở từ gió đi xa. Hey! Ngày xưa núi hiền nên níu chân mây. Lại đây hey, này mây muốn phiêu dù cùng cơn gió kia ở thềm mây cũng buồn nhưng núi kia đau
Phương Hương và Gia Uyên. Trời ơi, cái gì mà quậy dữ vậy? Không có bình yên xíu đâu nào luôn. Đâu phải thi hát, tình nó thì thú hề chứ sinh không. Dễ thật, y chang hai người này luôn. Bởi vậy, ở đây là Thanh Nhi lúc nhỏ, phải không? Đây là Khả Như lúc... Đúng rồi. Tao y đúng chị luôn đó chị. Tinh nghịch dễ sợ. Chú Lập ơi, sao chú đứng lên luôn rồi chú? Tại vì thích á, thích được hóa thân á. May mắn cho các con là con đến với chương trình này với những cái bài hát mà cần cái sự hóa thân, là tất cả các cô chú huấn luyện viên cho con hóa thân một cách thoải mái luôn. Ban đầu chú nghe cái bài hát này nó khá là an toàn, là bởi vì mình nghe vu vơ, nghe vui vui mỗi ngày được, thì làm sao có thể phô được những cái kỹ năng của tụi con. Nhưng mà rất là phục, rất là cảm ơn chú Duy cũng như là cô Khả Như đã biết cách khai thác tụi con. Từ đầu cái chương trình tới bây giờ, mình là một cái màu riêng biệt nha, vui chơi với âm nhạc. Con tin tụi con là người tiền sử, và tất cả mọi người đang nhìn lên giống như đang xem một cái chương trình ngày xưa. Tụi con đang kể về sự hình thành của mây và núi, của thiên nhiên, của trời đất, của âm dương hòa hợp. Chưa có hát nha, bước ra với hai tạo hình này thôi là đã khiến cái sự tò mò đối với những cái bạn cùng trang lứa với tụi con nữa, là rất là chịu nghe tụi con hát, là bởi vì nó rất là thú vị về mặt hình ảnh. Và trong đó có một cách xử lý chú rất là thích luôn. Có một đoạn tụi con hát giọng nam. Rồi mấy nơi phương nào đời bao nỗi buồn cho nuôi. Con vô tăng á, vô dây đờn á, dễ thương lắm. Đi xuyến này kia kia nọ nữa đó. Và chú cảm giác là tụi con không còn có miếng áp lực nào trơn. Có thể là dùng cái từ là điên khùng và thỏa sức hết mình luôn á. Nó rất là dễ thương. Rất là cảm ơn tụi con. Và đây là một tiết mục chú cực kỳ thích nha. Cảm ơn chú. Cả tình âm nhạc mà tất cả các tiết mục của đội anh Thanh Duy và chị Khả Như mang tới cho chương trình ra một cái màu rất là riêng biệt, và nhìn vào là người ta biết ngay là đội của anh Thanh Duy trình diễn rất là lạc quan, rất là yêu đời. Các con phải cảm thấy rất là may mắn vì vào được đội của hai cô chú huấn luyện viên luôn luôn mang lại một cái màu sắc rất là đặc biệt. Các con hãy cảm ơn huấn luyện viên của mình thật là nhiều vì đã mang cho bọn con một tiết mục thật sự được đầu tư hết sức là có tâm, và để cho bọn con được rong chơi với âm nhạc, bọn con được thỏa sức làm những điều bọn con muốn. Hãy cảm ơn cô chú ý nha. Cảm ơn chú rất nhiều. Bây giờ là phải mời anh Trung với lại Triều Nhi chia sẻ, xin mời. Ý em có mấy cái ý em muốn nói á, mà bé Lập cũng đã nói hết. Ủa, nó hết luôn hả? Nói cả cái lúc mà đi xuyến giờ mây đang phương nào đó. Wow. Lúc đó luôn chị hát từng đấy câu nghe hay ghê luôn đó trời. Chị hát hai câu là hay nhất, mà chị hát câu thứ ba là nó banh cái bài người ta liền. Thật sự dễ thương lắm. Cái bài hát này là rất là lâu rồi. Cái bài này là cả một tuổi thơ của cô Diệu Nhi. Đây là ngày xưa là các anh chị trong nhóm nhạc The Bells hát. Ủa, cô Diệu Nhi thích lắm và ngày nào cũng hát luôn. Cho nên khi tụi con vừa hát lên là cái hồi ức tuổi trẻ của cô Diệu Nhi sống vậy, là cô Diệu Nhi đứng dậy hát nhép theo tụi con liền. Cô bất ngờ nhất là lúc tụi con đi xuyến như vậy nè. Nó dễ thương, mình không có nghĩ tới là anh Thanh Duy với lại chị Khả Như đã xử lý tụi con như vậy. Tôi dạ, xử lý nổi. Bài hát nha, xử lý tụi con. Xin lỗi, tại vì cô đang bị nhập tâm vô tụi con quá, dễ thương. Chưa kịp sáng đèn nữa, trong bóng tối cô thấy hai cái đầu xù xù là cô thấy trời ơi cái gì vậy, dễ thương quá đây nè. Là có cái để mà khán giả họ trông chờ vào cái phần trình diễn của tụi con rồi. Cho nên chúc mừng tụi con nha. Cảm ơn cô ạ. Khi mà nghe tụi con hát bài hát này, chú nhớ lại cái thời mà bắt đầu vô sự nghiệp năm 2003. Anh chị nhóm The Bell đã hát bài này rất thành công, mà lúc mà hát là đứng ở dưới ngồi vỗ tay theo, thích lắm. Nhưng mà cái điều hôm nay mà người sướng nhất á, không phải là ở đây, không phải là Thanh Duy, không phải là Khả Như, mà là anh Vĩnh Tâm. À, kính thưa quý vị, anh Vĩnh Tâm là người sáng tác bài hát này. Tác giả của bài hát. Nhạc sĩ sáng tác là Thúc Lê Đuối. Và đây là người đã sáng tác ra cái bài hát Đi Vào Thanh Xuân của chúng ta, đúng không? Cảm ơn anh Vĩnh Tâm luôn nè. Ngoài cái bài đó ra nha, anh còn bài Hãy Để Cho Em Ngày Mai nữa. Rồi có một ca khúc nữa mà đó là bài hát của ca sĩ Quang Binh hát, Tình Yêu Tìm Thấy, đúng không anh? Ôi tình say mình ngọt ngào không? Đúng rồi. Và trời tiếng guitar, rồi. Cái tiếng guitar lúc đó của anh đi nè, trời chết người. Chết rồi. Ông này. Anh Sư, phải nhắc các con phải cực kỳ thấy biết ơn vì đã được tham gia một chương trình mà có các chú band nhạc cực kỳ xuất sắc như thế. Yeah. Trời ơi, nguyên một ký ức còn đi học nó ùa về. Lên đây hết, lên sân khấu hết giùm em. Anh Tâm ơi, cho em hát. Trời ơi, ngày xưa mê bài này lắm. Anh lại cho em hát. Đúng rồi, sân khấu hết cho em. Trời ơi, chết trời rồi. Ngày xưa em với bạn em, ba đứa bạn luôn. Một lần mỗi người đóng từng thành viên trong đó rồi. Quấn mền, quấn đồ. Ủa dạ? Trời ơi, em quấn cái gì? Sao bài đó mà em quấn mền vậy? Thật sự luôn á. Thế bây giờ nè, chúng ta sẽ có một tiết mục top ca khúc này. Ngày hôm nay sẽ là một tiết mục đặc biệt nhất thế giới, tái hiện lại không gian ký ức tuổi thơ với ca khúc Mây và Núi tập thể. Xin mời ban nhạc. Tăng 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 tăng. Hey ho. Người câu hả? Nhảy nha, hey. Nhảy nha.
tôi vẫn hay thường lang thang, gào ru khắp nơi chẳng mỏi mệt. Đến lúc có cơn gió thật là thôi mây trở về bên đồi kia, nơi mới đến đây thật nên thơ, chung quanh nước cao gần bên mây, núi cứ đứng yên đến hiền hòa, làm cho mình muốn không rời xa. Từ ngày mây ghé qua, trời bỗng xanh thêm lời ca, mây làm nỗi âm bao ngày qua thiết tha. Lời cỏ cây nói rằng mây núi bên nhau thật vui. Lòng gầm vui, nỗi cứ biết đâu đến một ngày là mây muốn thả tự do đi xa. Vì ngày xưa núi hiền nên níu chân mây lại đây. Hey này, mây muốn phiêu du cùng cơn gió kia. Từ khi mây không buồn nhưng núi kia đau buồn hơn. Mây đi rồi có cây trắng còn hồn nhiên. Chậm là khúc nào vậy ta? Khúc này hát chậm nè, hát chậm nè. Giờ mấy đang phương nào? Hai, ba. Giờ mấy đang phương nào để bao nỗi buồn trôi nuôi. Mai có hay chẳng đây mũi đang ngả buồn. Những nỗi luôn mong chờ ngày kia sẽ có một cơn gió mang ngang mây trở về lại bên đồi núi. Anh Tâm ơi, em xin chia sẻ lời xin lỗi sâu sắc của em. Dạ. Tại vì để cho hai con em của em lên hát phá bài của anh quá. Cho em hỏi là cái cảm giác của anh khi nghe cái bài hát này với top ca ngày hôm nay nè. Mời anh. Vui quá, xém khóc rồi. Trời ơi, dễ thương, một tràng hát tay cho nhạc sĩ Vĩnh Tâm. Không có gì sướng bằng cái chuyện mà hát cái bài yêu thích mà hát dằn mặt nhạc sĩ hết em. Thôi cầm guốc về chứ còn nói gì nữa, tụi con lên sân khấu lại. Thôi vui quá, vui quá. Các bạn nhỏ trong chương trình này là những người rất là tài năng đúng không quý vị? Vỗ tay cho cặp đôi này của tụi em một lần nữa. Dạ, lời cuối cùng con xin cảm ơn các huấn luyện viên, cảm ơn tất cả mọi người có tại trường quay, và con xin cảm ơn ban nhạc, đặc biệt là chú tác giả Vĩnh Tâm ạ. Trời ơi, trời ơi, đừng khóc nha anh. Con nhà ai mà khéo dữ vậy ta? Ba mẹ người ta. Con nhà ba mẹ người ta. Trời ơi, chị chỉ được chương trình mời vô đây thôi. Rồi. Xin chào cô chú ạ. Con chào cô chú. Anh Tâm, anh Tâm bữa nào viết cho em bài nha anh Tâm. Anh Tâm viết bài anh Tâm. Hôm nay dám tới đây kiếm cơm hả? Ở đâu ra đó?
Ủa chỗ này đâu có ghi tên anh đâu. Đây là nơi công cộng, em muốn làm tụi em làm chứ. Khoan, người lớn không được đánh con nít. Được rồi, được rồi. Con nít hả? Trai con gái? Trai, trai. Con trai con gái? Trai. Con trai con gái cũng kệ. Biết chỗ của tao. Bây giờ anh muốn làm với em chị đúng không? Để cho anh Trời trời, bụng bự thế. Vô như thế nào? Đại ca hả? Dạ. Vậy đại ca xử lý sao đây? Địa bàn của tao thì sao? Chào đàn ông. Đàn ông, chào đại ca. Đây là chị của tôi, mấy chị không hiểu chuyện. Rồi sao? Tôi là đại ca, có giọng bỏ qua đi. Không bỏ qua. Giọng giọng cho tôi diễn ở đây phải không? Không. Không cho diễn thì... Thì sao? Thì sao? Thì tôi đây chết. Đây. Đứng đây. Lưng. Sao? Quay. Rung. Cái gì mà rung? Đại ca mà rung hả? Đại ca ha. Nói coi. Ca đứa đại ca. Đại ca giang hồ ha. Quẹt mũi. Của đời ha. Có văn hóa nữa ha. Thương lượng nữa. Được. Nể tình đại ca, hôm nay cho diễn một bữa nay kiếm cơm, ngày mai biết chỗ khác, được chưa? Dạ. Chào đại ca. Chào đàn ông. Yeah. Đại ca hay quá đại ca. Đại ca mà thương lượng là trên hết. Đại ca giỏi quá đại ca ơi. Thôi thôi mấy chị vô diễn đi, mấy chị vô diễn đi, mấy chị vô diễn đi. Thôi đại ca, hôm nay cho nghỉ một bữa chứ mai coi đại ca. Nghỉ bữa có tiền đâu mà mua đồ ăn để ăn. Chị có bánh mì nè. Vậy thôi hôm nay đại ca cho nghỉ một ngày nữa thôi nha. Các chị vô người nghỉ đi. Ủa đại ca, sao tụi mình khổ vậy đại ca? Tại vì mình không có nhà cửa, mình là đứa trẻ mồ côi. Đại ca, vậy đại ca có biết biết mặt mẹ chị không? Đại ca còn biết mặt ba mẹ của đại ca nữa. Làm gì biết mặt ba mẹ của chị? Tụi mình là những đứa trẻ mồ côi mà, làm sao biết mặt cha mẹ được. Hồi đó bà Tám lụm tụi mình về nuôi dưới gầm cầu này nè. Bà bệnh, bà mất rồi. Mọi người có nhớ bà Tám không? Nhớ chứ. Bà Tám như người mẹ của mình mà. Anh thì nhớ bà Tám luôn á. Anh ấy thương bà Tám nhất nữa. Không biết bây giờ bà Tám đang ở đâu nữa. Bà Tám mất rồi, ở đâu đây nữa? Nếu có một điều ước mới chịu ước gì? Chị ước chỉ có một cái đùi gà. Ngay bây giờ chắc ngon lắm đây. Còn chị hả? Chị ước có một bộ đồ đẹp ơi là đẹp luôn. Còn chị á, chị ước có thiệt là nhiều tiền à. Chị mua quà cho mấy đứa và cho bé Út đi học nữa nè. Còn chị ước có một căn nhà chúng ta ở, không phải ở dưới gầm cầu này nữa. Còn đại ca thì sao? Đại ca ước chúng mình có cha có mẹ, không làm đứa trẻ mồ côi lang thang kiếm ăn nữa. Trời, trời đâu?
từng cơn, con nằm bơ vơ, nằm mơ một mái nhà có mẹ và có cha. Phần trình diễn đầy cảm xúc đến từ bé Huyền Trang. Khi con hát cái bài vừa rồi á, rồi con diễn cái vai diễn này nữa nè, con cảm nhận ra làm sao với những người bạn mà đang lang thang ngoài đường? Con cảm nhất là những người bạn không có nhà cửa, không có cha mẹ, đi bán vé số ngoài đường. Mình thương các bạn đó phải không con? Dạ. Các bạn đó có hoàn cảnh không có may mắn được như mình, và hôm nay con đã làm rất là tốt. Chú Nghĩa thấy rằng các cô chú giám khảo đã rơi nước mắt vì tiết mục của con luôn á. Và xin hỏi ý kiến từ cô Thanh Hằng trước ạ. Cô cảm ơn Huyền Trang đã cho tất cả mọi người được xem một cái tiết mục mà con đã dắt những người đang xem để đi vào cái lời ca, cái cách diễn của con. Cô cảm ơn con nhiều lắm. Tuy rằng một đứa bé rất là nhỏ nhưng mà con đã hòa quyện cái thoại, rồi con lại qua ca, rồi con diễn. Con làm cho mọi người phải xúc động hết. Rất là giá trị cái tiết mục này. Dạ, cảm ơn cô Hằng. Dạ, con cảm ơn giám khảo. Hôm nay là con đang bệnh đó, con đang sốt cao luôn đó, đó mà con diễn mà vậy đó. Chú Đại Nghĩa hỏi con, cái cảm xúc của con nói là tuy là con còn nhỏ, con hiểu được cái nỗi khổ, niềm đau của những đứa trẻ kém may mắn hơn mình. Không có cha, có mẹ khổ lắm con ơi. Mà lại sống giữa đường, giữa xá, giữa chợ đời. Những cô chú lớn tuổi mà ra giữa chợ đời còn phải khổ, đừng nói chi các con là những mầm non. Ở đây tất cả mọi người đều chảy nước mắt vì con. Con diễn rất là tốt. Và cái cô khâm phục hơn đó là tại sao một cô bé chỉ mới có 5 tuổi mà còn đang bệnh nữa, tại sao con có thể cảm nhận sâu sắc cái tiết mục như vậy, để mà con biểu diễn được như vậy. Khi mà con hát á, cái rưng rưng cái nước mắt ở trong cái con mắt của con á, cái đó mới là cái làm cho tất cả mọi người tan chảy. Con hiểu không? Cho nên tất cả mọi người ở đây đánh giá rất là cao tiết mục của con. Coi như là sau cái tiết mục này thì những người mà thương trẻ con chắc chắn sẽ tìm cách để mà giúp đỡ cho những mảnh đời bất hạnh như con. Và chắc chắn sẽ không để cho các con ngủ gầm cầu như bài hát vừa dựng vừa rồi. Và hy vọng rằng mình sẽ có rất là nhiều những nhà tài trợ với tấm lòng vĩ đại để luôn luôn lo cho các con. Cảm ơn tiết mục và ý nghĩa quá tuyệt vời. Dạ con cảm ơn ban giám khảo. Một lần nữa chúc mừng con nha, tiếp một thành công. Dạ, con rồi. Rồi, chạy vào trong nè, nghỉ ngơi nè, hôm nay con hơi mệt nè. Đi cái tướng này, ghét không? Không? Thiệt là ai giấc mơ của con sẽ là những cánh cò bay lạ. Con luôn mơ ước sau này con sẽ học thật giỏi, sẽ kiếm được nhiều tiền để mẹ bà không còn cực khổ nữa. Mẹ ơi, mẹ có biết không, vàng yêu mẹ lắm. Yêu mẹ biết chừng nào, không biết con có thực hiện lời hứa đó với mẹ được không, nhưng trong con những giấc mơ cứ mãi 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 nối tiếp, nối tiếp. Trắng áo thơ
gánh cổ cổ trắng. Mẹ bị giật mình hả? Bị giật mình á. Mà ủa sao vàng không vô trong ngủ với mẹ bà mà ngủ ngoài đây chi vậy? Con đang chuẩn bị bài kiểm tra nè mẹ. Mà mê dễ quá, cái con ngủ quên hồi nào không biết luôn. Ủa vàng vé đẹp quá à. Mà vàng ơi, vàng đừng có ngủ ngoài đây. Ngủ ngoài đây trời lạnh lắm á. Vàng vô trọng á, vàng ngủ với mẹ đi. Chứ hồi nãy á, mẹ giật mình vậy, mẹ không thấy vàng đâu, mẹ sợ lắm. Mẹ sợ vàng bỏ mẹ đi á. Mẹ sợ lắm luôn á. Làm sao không bỏ mẹ bạc được? Mẹ cực khổ nuôi con lớn chừng này mà. Con là vàng, mẹ là bạc. Hai mẹ con mình sẽ không bao giờ rời xa nhau. Không bao giờ rời xa nhau. Dạ hát luôn mẹ bạn cũng nha. Dạ hát của mẹ luôn hả? Dạ. Đã quá, hát đi. Dạ sẽ hát bài mẹ của tôi. Không, vàng phải hát bài mẹ của vàng thì mẹ bạn mới ngủ được. Rồi, dạ sẽ hát bài mẹ của vàng. Hát đi vàng. Mẹ đã cho con hơi thở bước vào.
thân Phật, mong con mau sớm mạnh lành để được vui chơi. Có những khi ban ê mẹ phải ăn xôi, nhường cơm trắng cá ranh cho con nó già. Nỗi sao cho tình thương của mẹ mỗi thân là cao cả vô biên. Chúc mừng bé Kim Vàng, bé Kha Thi đã hoàn thành phần thi của mình. Và phải nói một lời cảm ơn chân thành nhất đến với Hồng Trang, quán quân của chương trình Tài Tử Tranh Tài mùa 2, đã hỗ trợ cho bé rất là xuất sắc trong tiết mục này. Cảm ơn em nha. À, một lần nữa, đội của Bình Tinh lại làm cho mọi người xúc động với câu chuyện về tình mẫu tử. Ý kiến từ các vị giám khảo như thế nào ạ? Mời cô Đoan Trang. Cô rất là thích cái cách dàn dựng của cô Bình Tinh cho tụi con. Sao mà dàn dựng khéo và thông minh dữ vậy? Cái thứ nhất
diễn tả được cái kết nối của hai tiết mục trong đội của mình. Cái nét diễn nó khéo léo ở cái chỗ đó, nó gắn kết hai tiết mục lại với nhau chứ không phải là một cái sự độc lập ha, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cách diễn xuất của các con, nhất là Kim Vàng. Dạ. Con hát rất là hay. Dạ. Con hát cải lương, giọng âm trầm, âm cao, tất cả mọi thứ rất rõ ràng, và đặc biệt là cái ngân của con rất là đẹp. Còn với Thi thì con để ý chút xíu ở cái chỗ là cô biết là trong cái tâm lý của tụi con hát những cái ca khúc tình cảm thì tụi con hay nấc. Nhưng mà đôi khi nấc nó không đem lại cái mạch cảm xúc liền lạc. Nấc phải hợp lý, ít thôi, tiết chế lại nha con. Việt Hương xin cảm ơn bạn Hồng Trang đã hỗ trợ cho cháu vì giai người mẹ mà bị tâm thần rất là khó. Và điên cũng có nhiều loại, có loại điên dữ và loại điên hiền. Thì khi mà Trang hỗ trợ đó thì Việt Hương rất là lo, bởi vì khi mà bạn diễn tốt quá thì bạn sẽ lướt em. Và em Vàng á lại là cái người diễn tỉnh, cho nên sẽ khó lấy được cái lòng của người mà xem á, người ta sẽ thấy thương bà mẹ hơn. Nhưng mà con bản lĩnh lắm, khi mà chạy xuống và khóc, khi mà chọi cái chai đó, con lấy lại tâm lý và con giữ liên tục để diễn xuất á, là cô Việt Hương rất là thích cái tiết mục của bé Thi á. Nhưng mà chắc là do tâm lý, cô Trang nói đúng, tâm lý á ha, cho nên là mình lo sợ cái giọng hát của mình, cái cột hơi lúc lên lúc xuống. Kha Thi thì chú khen là cái dàn dựng rất là hay, cho nên khi xem rất là ngoạn mục. Còn cái về mà Kim Vàng cải lương, dạ, thì chú sẽ không giỏi bằng cô Thanh Hằng đâu. Dạ. Coi như con không phải là Kim Vàng nữa, mà con là một cái nhân vật có một người mẹ bị tâm thần như vậy. Những cái nhịp nhàng của con, cô đều chấp nhận. Con còn nhỏ, cái giọng cổ này ca nhịp khó lắm, không phải dễ đâu. Nhưng mà con rất là có cái trường canh rất là đều. Thì cũng như mấy cô chú đã... Làm sao vậy hả? Tôi khổ quá mà. Bây giờ làm sao cô lên tiếng giùm tôi coi. Chị Tám ơi, chị ráng chị thư thả chị giúp giùm vợ chồng em. Em hứa là vài bữa nữa rồi em trả cho chị. Tại vì gần nửa năm nay chồng em trở bệnh nặng, rồi bao nhiêu tiền em mừng được em gom góp em chạy chữa bệnh cho chồng em. Nghèo còn bệnh nữa. Lại đây, bây giờ coi như tôi tính vậy cho cô nè. Dạ. Nhà con nhỏ gái lớn á, tôi quen mấy cái mối ở trên huyện đó, mấy ông ở chợ có tiền dữ lắm. Bây giờ á, tôi giới thiệu làm vợ bé anh ta, làm vợ bé thôi có tiền trả nợ, chịu không? Con bé hai nó còn nhỏ quá, làm bé người ta tội nó lắm chị. Nghèo làm bé mà còn tội vậy, tiền tôi ai tội cho tôi? Còn con út nè, đúng không? Tôi quen mấy cái mối mà nhà mấy ông giàu mà cờ tiểu thư công tử vậy đó, vô làm người hầu hen. Người ta không có đánh đập gì đâu, lâu lâu á tiểu thư nhéo hay là giật tóc rồi bầm mình bầm mẩy vậy thôi, không có mà bị què quạt gì đâu, được không? Em biết là chị thương em, chị thương gia đình em, chị muốn vậy là chịu đúng không? Nhưng mà chị ơi, con bé Út nó nhỏ quá, rồi nó ham chơi, rồi nó vụng về lắm. Mà lỡ có xảy ra chuyện gì á, cả nhà em mấy cái mạng đền không nổi chị ơi. Sao nghèo mà trả treo dữ vậy? Lúc mượn tiền tôi không trả treo vậy đi. Thực sự là vợ chồng em không biết tính làm sao hết chị ơi. Được rồi, để ông trời tính. Đây, tôi cho cô hai cái bánh. Đây, cái bánh nhân thịt. Còn đây là cái bánh nhân ngọt. Cô về cô cho hai đứa con gái của cô đó, đứa nào mà ăn trúng cái bánh nhân thịt thì coi như là số trời đã định, đứa đó phải ra đi kiếm tiền để mà trả nợ cho gia đình. Chị Tám ơi, em lại chị. Chị cũng làm mẹ, chị cũng hiểu. Đứa nào cũng là con em đứt ruột đẻ ra, làm sao mà em cho con em nó chọn như vậy được chị? Cả nhà ôm nhau chết chùm, hay là một đứa ra đi kiếm tiền để mà còn sống sót á, thì tự mà suy nghĩ đi. Chị Tám ơi, chị Tám, chị Tám ơi. Mẹ, mẹ ơi, con về rồi nè mẹ.
mẹ nghe nè. Mẹ ơi mẹ. Ủa ủa, bé Út của mẹ về rồi hả? Mẹ, nhìn nè. Trời đất ơi, giỏi quá à. Mót được nguyên một rổ khoai đầy luôn. Mà đói bụng chưa? Dạ đói. Vậy giờ mẹ vô mẹ luộc khoai cho Út ăn liền nha. Dạ. Mẹ, hôm nay nhà có bánh, mẹ luộc khoai làm gì? À, có bánh. Ờ, khoan con ơi, cái bánh đó thơm quá. Đây là bánh nhân ngọt, đây là bánh nhân thịt. Em sẽ ăn bánh nhân thịt. À, chị hai. Bữa nay Út giờ chị hai ăn cái bánh nhân thịt này nha. Em không chịu đâu, em không chịu đâu. Chị hai nhường bánh nhân thịt cho em. Mẹ, mẹ cho phép con được ăn cái bánh nhân thịt này nha mẹ. Út ơi, hai ơi, hai. Bánh nhân thịt của người ta con được cũng đã ăn rồi. Hai, mẹ, con biết hết mọi chuyện rồi. Chuyện này chỉ có con với mẹ biết thôi nha. Mẹ đừng có cho con Út biết nha mẹ. Nha mẹ, con ăn, con ăn hết cái bánh này. Mẹ, hồi nãy á, chị ai được ăn bánh nhân thịt rồi. Bây giờ mẹ còn cho chị ai cái khăn nữa. Sao mẹ thương chị ai quá vậy? Thôi mà, con của mẹ đứa nào mẹ cũng thương hết á. Sao rồi? Đứa nào là đứa ăn bánh nhân thịt hả cô Lành? Dạ con. Được rồi, theo dì Tám dạ. Lên trên huyện nha con. Cho con nói với em con câu cái gì Tám? Nhanh. Dạ. Út ra đây. Kể từ hôm nay, Út thay chị hai chăm sóc cho cha mẹ. Chị ơi đừng có đi mà. Lần sau em sẽ ngoan. Em không giành đồ ăn của chị nữa đâu. Bánh nhân thịt từ nay sẽ không ai giành với em nữa hết nha. Thưa cha, thưa mẹ, con đi. Chị ơi, chị ơi đừng có đi, đi mà đi. Chị ơi đi. Chị ơi. Chị ơi đừng có đi mà chị ơi. Thương nhớ từng bước.
này cho con nè. À, bánh tráng thịt đó mẹ. Cái này chị Hai đặc biệt gửi về cho con đó. Con ăn ăn đi, con đừng có giận chị Hai nữa. Ngày xưa cũng vì dành cái bánh nhân thịt, nghĩa là chị Hai phải theo dì Tám để trả nợ cho người ta đó. Vậy chị Hai khi nào về hả mẹ? Đó chính là Phương Nhi. Khi mà ngồi phía dưới lắng nghe tiết mục này, chúng mình xuống thì thấy cô Việt Hương cũng rất là xúc động. Không biết là cảm giác của cô Việt Hương như thế nào ạ? Cô không có nghĩ là Phương Nhi là thi hát, tưởng con là thi kịch. Con là diễn đúng cái cảm xúc của con luôn. Nếu mà hồi nãy con diễn kịch thì con cũng thành công luôn nữa. Lúc chị đi đó, con đẩy luôn hết cảm xúc của cô Thương, hết sức luôn. Thì lúc đó con lại thi hát. À, cho nên là cảm ơn ai đã dựng cái vở kịch này. Đặc biệt cái bạn hỗ trợ đó, cái bạn tên Tám đó, đã hài đẩy luôn đi, đặt bản tên Tâm đi. Chỉ có Tâm quá, nó mượn tiền lời còn nhẫn gái người ta đi bán mất. Dạ. Phương Nhi á, lúc mà mẹ cho cái bánh lần thứ hai, Giang tấu vô con hát trở lại đó, thì tại vì cái bài này vô tình mấy cái câu đầu nó hơi bị thấp, cái cảm xúc nó lên cao, cái con vô nó bập bùng. Nhưng mà nếu mà để thi một tiết mục thôi mà dàn dựng có diễn viên diễn hỗ trợ đà đâu ra đó, cái phần kịch lót cho cái phần ca rồi phần ca giả lại phần kịch quá hay. Xin cảm ơn cô. Cô Mến thấy sao cô Mến? Ai cô Mến xúc động quá nè. Nhà cũng có hai chị em vậy hả? Em là cô chị hay cô em? Cô mới là người ăn bánh nhân thịt á. Nhỏ em giờ không chừng nó đang bán bánh bò bánh tiêu đâu dưới quê đó. Em Mến ơi, em có khổ ở nơi nào em nhớ liên lạc chị nha em Mến. Em ở Việt Nam mà chị em ở bển. Nói chung là mãi đến lúc mà cái người chị xuất hiện lại thì lúc đó em nhớ về chị của mình thôi chứ không gì hết. Em ơi, cái người chị ở trong cái này đó là người ta bận cá bà Ba Hồng đó em, có nghĩa là người ta đã thành đạt. Bà chị em chắc cũng mở 10 cái tiệm nail ha em. Không, chị em mở spa. Trời ơi. Dạ, chị ơi, chị. Dạ. Chị của con Mến ơi, dạ nhờ chị ăn cái bánh nhân thịt. Rồi chị qua bên đó chị mở 7-8 tiệm thì ba. Nhỏ em ở nhà ăn bánh như ngọt. Nó nhảy quá chị ơi, nhớ gửi về cho nhỏ con Mến. Dạ. Chị nhắn rồi bớt khóc đi Mến. Ừ, nha. Dạ, xin được cảm ơn chị Việt Hương rất là nhiều. Còn chị Đăng Trang thì sao, xin mời chị. Đây là vở ca kịch có nội dung rất là xúc động. Đồng thời thì giọng hát của con cũng khá là tốt. Mặc dù đúng là cái lúc mà con quá xúc động thì con hát có hơi chệch choạng chút xíu. Nhưng mà phần sau thì tốt hơn rất là nhiều. Cô chúc mừng con. Chúc mừng Phương Nhi đã hoàn thành xong tiết mục rất là cảm xúc của mình. Và hy vọng rằng tiết mục tiếp theo cũng sẽ làm hài lòng tất cả quý vị. Xin mời.